Một hiện tượng lạ xuất hiện tại chùa Kim Long, ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trước chánh điện chùa tự chuyển động. Phật tử đến chùa lễ bái đông nhất chỉ vào giữa đêm. Và rất nhiều những tin đồn về tượng Phật nhúc nhích. Vậy sự thật đằng sau đó là gì? Sẽ được lý giải ngay sau đây. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2019, dọc theo quốc lộ 1A, chúng tôi vượt đoạn đường khá xa từ thành phố Hồ Chí Minh về Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để tìm về ngôi chùa mà hơn 10 năm nay, nhiều tin đồn đã cho rằng nơi này có tượng Phật Mẹ Quan Âm cử động lúc nửa đêm. Gần đây, mỗi đêm tại chùa Kim Long, ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, Bến Tre trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn bình thường. Mỗi ngày 8, 18, 28 âm lịch có hàng ngàn người kéo tới mỗi đêm. Nguyên nhân là người ta khẳng định tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trước chánh điện tự chuyển động, nên mọi người tin tưởng đổ xô đến chùa để xem Phật Bà hiển linh. Vì vậy mà trong dân gian hay gọi là chùa Phật nhúc nhích. Người dân sinh sống xung quanh khu vực chùa Kim Long cho biết, ngôi chùa là chùa Ni đã có hơn 50 năm tuổi. Lúc đầu do một người dân phát tâm xây dựng và tu hành theo hình thức tu tại gia vào năm 1968. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2008, nhà chùa tổ chức lễ dỗ cho hai vị sư cô và dịp này Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre và các cơ quan hữu trách đã kết hợp trao quyết định bổ nhiệm chức danh trụ trì chùa cho một ni sư. Trong ngày giỗ, nhà chùa đón nhiều đoàn Phật tử từ khắp nơi về dự lễ. Trong đó có một đoàn gồm các Phật tử và trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh vì đường xá xa xôi nên được bố trí ngủ lại một đêm trong chùa. Đêm hôm đó, sau khi ra cúng bái bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trước sân, bất ngờ đoàn khách này hô hoáng lên là họ tận mắt nhìn thấy tượng Phật tự chuyển động. Các cháu nhỏ còn cho biết khi tượng Phật chuyển động thì các em nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra xung quanh. Sáng hôm sau, tin tượng Phật Quan Âm ở chùa Kim Long hiển linh tự chuyển động lan ra khắp nơi. Rất nhiều người dân địa phương đổ xô đến cúng bái chờ xem tượng Phật Quan Âm di chuyển. Nhiều ngày sau đó tin đồn càng lan xa nên khách thập phương kéo đến càng đông. Trong khi khuôn viên chùa nhỏ hẹp không có chỗ đậu xe nên gây ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, kẹt xe kéo dài. Sau khi chính quyền địa phương vào cuộc, người đến bái lạy chờ xem tượng Phật nhúc nhích giảm rất nhiều. Nói chung là tất cả các chùa đều có thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà có cái sự có niềm tin sâu sắc là do mọi người có cái phước báo nhân duyên mà mình cái lòng tin của mình vững chắc thì mình cảm nhận được sự mầu nhiệm đó. Thì nếu mà nói về tâm linh thì tất cả mọi người ai có niềm tin như thế nào thì họ cảm nhận được thế đấy. Tùy theo cái phước báo nhân duyên của mỗi người mà thấy được cái sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Thì tất cả những người đến đây với cái niềm tin của chính mình thì phải sáng suốt lên. Chứ không phải là giống như là họ tới đây họ làm những cái
không phải mà của Đạo Phật đưa ra thì nó cũng không đúng với niềm tin của Đạo Phật. Đạo Phật chủ trương là mình phải lấy cái tâm mình phải hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm vững chắc. Cái niềm tin nó mới thật sự đối với Đạo Phật. Nói chung là ngày 18 là đông nhất. Ngày 18 là đông nhất. Cái ngày mùng 8 là ít, ngày 18 là đông, cái ngày 28 cũng ít. Nhưng mà quý khách á, tất cả ở nơi khác là người ta tự chọn ngày. Cô khách tự chọn, chứ biết Bồ Tát Quan Thế Âm ngày 19. 9 tháng 2, tháng 6, tháng 9. Còn cái chỗ này là họ khách họ tự chọn, họ đi tới chùa mình không có mời. Nói chung là từ sáng đến chiều, đến khuya luôn là khoảng 12 giờ là khách về hết là đóng cửa. Coi như là tôi không có biết, nhưng mà tại tôi nghe con tôi đi về nó kể, rồi tôi kêu nó dắt tôi đi vậy thôi. Thì kể nó thì nó cũng nghe người ta nói là chùa này cũng linh. Thường thường là Phật tử hay về đây cũng dắt 12 giờ phía á. Rồi đêm hôm con cũng dắt tôi về. Tại vì nhà tôi là ở bên phường 7 thị xã Bến Tre. Rồi con tôi dắt tôi về đây, nhưng mà đêm phía quá đường vắng không dám qua, rồi giờ mới qua. Thì chỉ nghe con tôi kể là ở đây mẹ cũng như người ta thường gọi chùa này là chùa ước á, nó linh lắm. Rồi con tôi chỉ nói vậy thôi. Thì tôi nghĩ chùa nào thì cũng có Phật vậy thôi, thì tôi đi vậy á. Lý giải cho những lời đồn tượng Phật Bà Quan Thế Âm ở chùa Kim Long tự chuyển động chỉ là tin đồn thất thiệt, không có cơ sở khoa học, chính quyền địa phương cùng các cơ quan hữu trách của huyện Chợ Lách và tỉnh Bến Tre đã nhiều lần bác bỏ tin đồn này. Tượng Phật xây dựng bằng bê tông cốt thép tự nhiên, không hề tự chuyển động nên không có hệ thống máy móc trợ giúp. Nhưng theo quan sát của chúng tôi thì tượng Phật hoàn toàn không có hệ thống máy móc vận hành hỗ trợ, nên chuyện bức tượng tự chuyển động là rất khó tin. Tuy nhiên, theo tâm thức tín ngưỡng và sự tin tưởng của mỗi người, nên tự trong tâm họ cho rằng tượng Phật Quan Âm có chuyển động thì họ sẽ hình dung bức tượng có chuyển động. Rất khó bác bỏ niềm tin của mỗi người. Chị đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Chị đến đây cũng nhiều lần rồi. Thì nói chung là mình cũng vì bên Đạo Phật, cho nên tín ngưỡng về bên chùa vậy đó, Phật giáo. Thì chị cũng thường hay đi tất cả các chùa khác, kỳ nào chị cũng hay đến. Thì cũng nghe là mọi người ta đi á, về thì nói mẹ Quan Âm này rất là linh thiêng, với lại tới cầu nguyện có thể làm ăn được. Mình tên Khoa, tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là cũng nhiều lắm rồi, không nhớ nữa. Thì nói chung là mình đi lễ Phật thôi, thì cứ đến chùa này kia thì thành tâm mình tới thì là nói chung là cứ ở đây thì hàng tháng thì cứ ngày 18 mình hay về đây, mà thường là về buổi tối. Có đợt này là thường ở đây là ngày vía mẹ, vì mọi người hay nói là ngày vía mẹ ở đây thì ngày 18, thì là mấy anh em ở trên Sài Gòn thì hay về đây. Đúng rồi, ngày 8. Ở đây thì mình cũng không biết nữa, tại vì thì mình cũng đi theo mấy cái anh chị người lớn hơn mình thôi, thì khi mà rủ đi thì đây thì thấy về đây thì nói chung là khi đi chùa mà nói chung là cái tín ngưỡng riêng của mỗi người thì về thấy cái nói chung mình đi mình thấy nhẹ người này kia thì đến thì cứ lễ Phật này kia thôi. Rồi thì nói chung là mình đi mình về mình thấy cảm giác cái người mình nó nhẹ nhõm, cái tâm mình nó thanh thản thì mình đi thôi. Thì nói chung là chùa trên đó thì mình cũng thường hay đi, mà đi thì thường là ngày rằm mùng 1 này kia thì mình đi thôi. Thì lâu lâu mình muốn đi xa xa xíu thì đó, nếu như là đây hoặc là về dưới chùa Bà Châu Đốc chẳng hạn. Trong Phật giáo, chuyện Phật Pháp màu nhiệm linh thiêng là có thật, nhưng không có chuyện tượng Phật bằng bê tông cốt thép lại tự chuyển động được. Đã là Phật tử thì chúng ta nên nhận định được ranh giới giữa chánh tín và mê tín để vững tâm hơn trên bước đường tu nhân học Phật.